Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc gửi thông điệp gì đến Việt Nam thông qua ngoại giao tàn chế Ngày 1 tháng 8, AFA Tiếng Việt có bài bình luận của blogger Trần Hiếu Trân với tựa đề Tàn chế kiểu Trung Hoa, những động thái đáng lưu tâm Tác giả đánh giá việc Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm chính thức Trung Quốc càng bộc lộ ý nghĩa sâu xa của tàn chế kiểu Trung Hoa vào tuần trước Và đây là hình bài bình luận trên BBC với quốc tang của tổng trọng, báo chí quốc tế ngay từ đầu đã chú ý đến ngoại giao đám tang, nói chữ là ngoại giao tàn chế. Tác giả dẫn lời giải thích của cố ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch nói rằng, người ta đến chỗ đám tang chủ yếu vì người sống chứ không chỉ vì người đã khuất. Theo đó, Nhà Trắng và Trung Nam Hải cho người đến viếng tổng trọng như giữ quốc tang của một đối tác thân thiện, đủ nói lên phần nào các mối tương quan thiết yếu trong ban giao tay ba bất tương xứng Việt, Trung, Mỹ tác giả nhận xét, dù bận rộn tranh cử, nước Mỹ của Tổng thống Biden đã tỏ ra khá chu đáo với quốc tang của đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi Tập Cận Bình và Vương Hữu Ninh tham gia tăng lễ ông Trọng, có một số động thái nên được giải mã để hiểu thêm về tầm mức quan hệ đối tác, cộng đồng chung vận mệnh giữa Việt Nam và Trung Hoa. Tập Cận Bình dù đang bận rộn sau hội nghị Trung ương 3, nhưng được tin ông Trọng vừa mất, Hà Nội chưa phát tang đã đích thân đến tận Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh để gặp người vái ba vái thắp hương và ngồi vào ghi sổ tang. Và đây là hình Tập Cận Bình ghi sổ tang ông Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bắc Kinh. Chiều ngày 25 tháng 7, Bắc Kinh đã cử Chủ tịch Chính hiệp Vương Hộ Ninh dẫn đầu đoàn chính thức sang viếng tổng trọng. Nếu ông Tập vái ba vái thì ông Vương cúi gặp người kiểu Nhật Bản trước linh sàng ông Trọng. Tác giả cho rằng thể hiện sự quan tâm và mối tương giao thấm thiết giữa hai nước, Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn gửi thông điệp tới Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Tô Lâm rằng sau ông Trọng, bất cứ ai lên nắm quyền ở Ba Đình nên đi theo đúng quỹ đạo Nguyễn Phú Trọng thì mọi chuyện sẽ êm xuôi và tốt đẹp. Tác giả nhắc lại, 15 năm trước, Vương Hổ Ninh đã cho xuất bản một cuốn sách về chủ nghĩa mát và sự phát triển của Trung Quốc, trong đó đặt nền móng lý luận cho tầm quan trọng của tập quyền để duy trì ổn định và phát triển ở Trung Quốc. Cả Tập lẫn Vương đã khuyến cáo ông Trọng đi theo con đường này để từ đó tiêu diệt hết tất cả các đối thủ từ Nguyễn Tấn Dũng, Đinh La Thăng đến Nguyễn Xuân Phúc. Tác giả nhận định, rõ ràng cả Tập lẫn Vương đã tìm thấy ở ông Trọng một truyền nhân cuồng tính do say mê chủ nghĩa mát một cách bệnh lý. Và đây là hình Vương hộ Ninh tại đám tang tổng trọng. Theo tác giả, việc Vương hộ Ninh lại cuối gặp người kiểu Nhật Bản, dường như muốn nói với dàn lãnh đạo Ba Đình rằng các vị đừng theo đớm ăn tàn, hãy theo Trung Quốc. Cái gì Nhật Bản cho Việt Nam được thì Trung Quốc cũng có thể đáp ứng. Tác giả dẫn lịch sử từ ngàn năm nay, tang lễ ở Trung Quốc đều phục vụ cho mục đích chính trị. Xưa kia, khổng minh, kích cho chu du tức học máu chết, nhưng khi đến dự tang lễ đã khóc lóc rất thảm thiết. Do đó đánh lừa được quân Đông Ngô, khiến họ chẳng hề nghi ngờ gì về nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Chu Du. Ngày nay, Tập và Vương cũng muốn dùng tan chế kiểu Trung Hoa để buộc dàn lãnh đạo mới, dù là Tô Lâm hay Phạm Minh Chính, nhận chiếu chỉ từ Thiên Triều, trung thành với mẫu quốc thì sẽ được yên thần. Còn câu chuyện Biển Đông, họ ra tay lúc nào cũng chẳng muộn. Mặc cho Bộ Ngoại giao Việt Nam tranh thủ lúc ông Trọng vừa nằm xuống ngày 18 tháng 7 đã chủ động nộp đệ trình ranh giới thềm lục địa mở rộng ở khu vực giữa Biển Đông lên Liên Hiệp Quốc ngay cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng cực lực phản đối. Tuy nhiên, lời phản đối này lại không được Trung Quốc đưa ra Liên Hiệp Quốc. Điều ấy nói lên thế yếu của Bắc Kinh trong cuộc đấu tranh về pháp lý trên Biển Đông. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trung Quốc gửi thông điệp gì đến Việt Nam thông qua ngoại giao tàn trễ? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Nhận thức chính trị của người Việt không khá hơn bắt hàng bao nhiêu. Ngày 30 tháng 7, blog Song Chi trên app ai Tiếng Việt bình luận phía sau những đám tăng lớn của chế độ tác giả nữ đạo diễn Song Chi nhắc lại đám tang hết sức hoành tráng của đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 2013. Lúc đó truyền thông của đảng đã huy động hết công sức để ca ngợi ông Giáp và những dòng người xếp hàng dài chờ viếng. Những khuôn mặt đẫm nước mắt đoàn xe tang với nghi thức quốc tang. Tác giả so sánh 11 năm sau tại đám tang tổng trọng, bộ máy tuyên truyền cộng sản lại được dịp phát huy với hàng loạt ngôn từ khoa trường. Và đây là hình bài bình luận trên blog Song Chi AFA. Đối với nhà cầm quyền, những đám tang lớn này là cơ hội để đánh bóng, tô son, trét phấn cho chế độ. Và tất nhiên, khi đã đánh bóng thì tốt khoe, xấu che. Những đám tang này cũng là dịp để trưng ra với người dân và quốc tế hình ảnh đoàn kết một lòng trong nội bộ đảng Cộng sản nhằm cố gắng dẹp đi dư luận về sự bất hòa hay khủng hoảng bên trong. Tác giả dẫn chứng, ông Võ Nguyên Giáp đã bị Lê Duẩn liên minh với Lê Đức Thọ loại bỏ cho ra rìa từ rất lâu trước khi mất. Ông Nguyễn Phú Trọng với chiến dịch đốt lò đã hạ bệ bao nhiêu quan chức. Mối quan hệ giữa ông với người này không thể nào vui vẻ, tốt đẹp được. Nhưng trong đám tang của ông, người ta lại thấy có mặt đầy đủ như Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Lê Thanh Hải. Cứ như thể không có chuyện gì xảy ra, mọi người đều đoàn kết, đều huệ nhau. Và cuối cùng, tác giả đánh giá những đám tang này là dịp để đảng và nhà nước đo lường kiểm soát phản ứng của người dân. Ai dám có những lời chỉ trích trên mạng sẽ bị phạt. Ai không tỏ ra đau buồn, biết ơn thì sẽ bị nhắc nhở ngay. Và đây là hình dòng người ôm ảnh và chờ đám tang ông Trọng đi qua. Nhưng tác giả chỉ ra sự thật phía sau và bên lề cái đám tang hoành tráng trọng thể đó. Thứ nhất, gia tăng đàn áp trước và trong những ngày diễn ra lễ tang. Tác giả đề cập đến thông tin mà đài AFA tiếng Việt nêu ra theo đó, cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên đang ở Mỹ và ông Lê Trung Khoa, chủ bút trang Thời báo chấm ở Đức, đã bị Facebook không cho hiển thị bài viết tại Việt Nam theo yêu cầu của Bộ 4T vì họ có những góc nhìn khác về ông Trọng. Đồng thời, nhiều Facebooker đã bị phạt tiền, bị đánh vì chỉ trích ông Trọng. Thứ hai, đấu tố, săn lùng những người không buồn, không tỏ ra thương tiếc hay biết ơn ông Tổng Bí Thư. Tác giả cho biết, trên mạng xã hội xuất hiện hiện tượng đấu tố, săn phù thủy đối với những người nổi tiếng, nhất là giới showbiz vì đã không tỏ ra thương tiếc ông Trọng. Tác giả đặt câu hỏi, những thái độ này từ đâu mà có? Rõ ràng là sau mấy chục năm độc quyền lãnh đạo, Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã quá thành công trong việc tạo nên vài thế hệ bị tẩy não, tin và nghe theo những gì đảng nói, gắn việc yêu nước với yêu chủ nghĩa xã hội, yêu kính lãnh đạo. Và đây là hình nghệ sĩ Thành Lộc người bị đấu tố chỉ vì không viết hoa chữ quốc tang. Những cuộc đấu tố kiểu này khiến nhiều người, nhất là những người có tên tuổi, ngày càng ít dám chia sẻ thành thật cảm xúc, suy nghĩ của mình trên mạng xã hội. Họ sẽ sống theo thời, trưng ra những tình cảm yêu ghét theo đám đông. Tác giả chỉ ra những lý do khiến người Việt ưa thích thần tượng hóa. Thứ nhất, do người Việt phải sống quá lâu trong chế độ độc tài, có xu hướng thần thánh hóa các lãnh tụ của họ. Thứ hai, do chịu ảnh hưởng của nền giáo dục tiên truyền một chiều, thường xuyên bóp méo lịch sử và hiện thực cho phù hợp với quan điểm của đảng. Thứ ba, văn hóa nho giáo, khổng giáo lâu đời vẫn còn ảnh hưởng. Trong đó, người trẻ được dạy phải tôn trọng người già, tôn trọng thầy cô, cha mẹ, cấp trên. Cái tôi cá nhân phải xếp sau gia đình, dòng tộc, làng xã. Ngoài ra, sự thần thánh quá lãnh tụ còn xuất phát từ nội tâm sâu xa của một số người dân, vẫn khao khát một vị minh quân, một quan chức tự tế giữa hàng ngàn quan chức tham nhũng, tệ hại. Tác giả so sánh với xã hội Bắc Hàn bị khép kín, thì xã hội Việt Nam mở hơn, người Việt đã kết nối Internet toàn cầu gần 30 năm. Vậy nhưng, hầu như nhận thức chính trị không khá hơn Bắc Triều Tiên là bao nhiêu. Và đây là một điều rất đáng buồn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nhận thức chính trị của người Việt không khá hơn Bắc Hàn là bao nhiêu. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.